Tiếp theo tập trước, sau khi Dương Trần bị làm phiền, hắn bảo khí linh nhà mình bay ra. Lúc này, Kiếm Vô Khuyết đã bị tên Thanh Minh đánh cho ngã ngồi xuống đất. Nhìn thấy khí linh bay đến, tên Thanh Minh cũng giật mình. Tên này phóng ra một dòng kiếm ý và nói, đi, kiếm ý bay về phía Vinh Lão. Nhưng Vinh Lão chỉ vung tay và một cái kiếm ý của tên này đã bị chẻ đôi. Đến khi Vinh Lão hùng hổ lao tới, Thanh Minh mới phát hiện ra là khí linh. Hắn hét toáng lên. Cái gì? Khí linh? Bụp một nhát, Vinh Lão xuyên thẳng qua đầu của tên đần độn này. Lăng Thống gào lên. Thanh Minh. Sau đó hắn đỡ lấy Thanh Minh đã chết há mồm ra nói. Các ngươi thật to gan, đây là cháu đích tôn của viện chủ đấy. Kiếm Vô Khuyết thẩm nghĩ. Tia sáng vừa rồi là do Kaka ra tay. Cùng lúc đó trên Long Thủy Phong, lão viện trưởng đang ngồi tu luyện. Hắn thầm nghĩ, sao khí tức của Minh Nhi lại biến mất rồi, chuyện gì vậy? Việc này khiến cho viện trưởng hết sức hoảng sợ. Sau đó, hắn phóng thích thần thức. Thần thức của tên này trải từ đỉnh núi xuống đến chân núi, bao quanh hết cả Thủy Viện. Thẩm Lãng Nhiên bên này đang cầm một vò rượu. Hắn cũng cảm nhận được có kẻ đang dùng thần thức thăm dò. Thẩm Lãng Nhiên thầm nghĩ, hừ, đây chính là thần thức của Thanh lão đầu đó. Sau đó, Thẩm Lãng Nhiên mới giật mình nhớ đến Dương Trần. Không ổn, tiểu sư đệ. Bên này, lão viện trưởng đã tức tốc bay đến và hét lớn, Minh Nhi. Sau đó, hắn ôm lấy đứa cháu rồi quát. Nói, chuyện này là thế nào? Lăng Thống chỉ vào Kiếm Vô Khuyết và nói, bẩm báo viện chủ, là Dương Trần và Kiếm Vô Khuyết của Hỏa Sơn Môn. Là chúng đã phóng một tia sáng ra để giết Thanh Minh. Lão viện trưởng tức giận nhìn Kiếm Vô Khuyết, gằn giọng quát lên ba chữ. Hỏa Sơn Môn. Sau đó ngạc nhiên hỏi, là ngươi, nhưng ngươi mới chỉ là một thiên hợp cảnh cửu trọng. Sao có thể giết được Minh Nhi nhà ta? Kiếm Vô Khuyết tức giận nhưng không biết nói gì cả. Hắn chỉ bất giác nắm chặt lấy cây tù long bổng. Bên này, con mắt của lão viện trưởng sáng lên. Hắn hừ một cái thật to, hừ, sau đó nhìn vào bên trong đánh giá Dương Trần. Cái tên trong đó mới chỉ có tu vi thiên hợp cảnh nhị trọng, lại càng không phải đối thủ. Sau đó, lão viện trưởng quay sang hỏi thằng kia. Lăng Thống, ngươi nhìn cho rõ, có phải là một tia sáng không? Lăng Thống trả lời. Tia sáng đó tỏa ra từ trong đại ngộ động. Sau khi giết Thanh Minh xong thì đã vụt biến mất. Lão viện trưởng ngạc nhiên hỏi. Vụt biến mất? Chẳng lẽ là linh khí hay là chiêu át chủ bài của Hỏa Sơn Môn bọn chúng? Thế rồi lão viện trưởng lại quay sang Kiếm Vô Khuyết hỏi. Tiểu tử, chắc ngươi biết Minh Nhi chết thế nào chứ? Nói mau. Đúng lúc này, Thẩm Lãng Nhiên từ đằng sau bay đến rồi nói. Thanh viện chủ, tiểu sư đệ của ta đang lĩnh hội võ ý. Chuyện này không phiền đến người phải đích thân tới hộ pháp đâu. Lão viện chủ tức giận quát. Hộ pháp cái mông, người của Hỏa Sơn Môn các ngươi giết cháu trai ta. Thẩm Lãng Nhiên, ngươi phải giải thích đàng hoàng cho ta. Thẩm Lãng Nhiên nói. Thanh lão đầu, ta thấy tông thần tượng này nên được chuyển về Hỏa Sơn Môn thôi. Đúng rồi, còn cả Lam Luân Kiếm Bích và U Hồn Châu nữa. Đạo sư của Thủy Viện mấy người bản lĩnh lớn, chuyện ỷ mạnh hiếp yếu cũng gây ra được. Nếu không phải có mặt ta thì lần trước tiểu sư đệ của ta đã xảy ra chuyện rồi. Nghe xong, lão viện chủ đần mặt ra lắp bắp nói, chuyện này, thế là lão quay sang nói. Thẩm Lãng Nhiên, chuyện này còn chưa được làm rõ. Với lại cháu ta đột nhiên chết ở đây. Còn nữa, ban đầu lúc mượn ba thứ này. Thế nhưng, Thẩm Lãng Nhiên đã ngắt lời. Ban đầu lúc mượn ba thứ này, lão nhân gia ngươi cũng đã vỗ ngực đồng ý rồi. Nói là đệ tử của Hỏa Sơn Môn ta đến lĩnh hội, thì đệ tử của Thủy Viện không chỉ không được tới làm phiền. Nếu có ai đang lĩnh hội thì phải nhường chỗ, còn bây giờ thì sao? Lão viện chủ lại nói. Thẩm Lãng Nhiên, ba bảo vật này chính là giao ước của ta và thầy của ngươi. Với lại, tiểu sư đệ Dương Trần của ngươi không hề bị làm phiền. Vấn đề bây giờ là cái chết của Minh Nhi rốt cuộc là thế nào? Thẩm Lãng Nhiên lại nói. Chúng ta nên ra ngoài trước thì hơn. Ít nhất thì cũng phải đợi tiểu sư đệ ta xong việc hãy nói. Nếu làm gián đoạn việc đệ ấy lĩnh hội võ ý, thì ngài cũng biết tính khí của thầy ta rồi đó. Nghe xong, lão viện chủ liền bảo thuộc hạ rút lui. Hừ, chúng ta đi. Thẩm Lãng Nhiên quay sang hỏi Kiếm Vô Khuyết. Tiểu Khuyết, vết thương của đệ không nặng chứ? Kiếm Vô Khuyết trả lời. Tam sư huynh, không sao, bị thương ngoài da thôi. Thẩm Lãng Nhiên nói với Kiếm Vô Khuyết. Đệ tiếp tục canh ở đây, ta theo sát mấy lão già bên ngoài đã. Kiếm Vô Khuyết đồng ý, được, nửa tháng sau. Dương Trần cuối cùng cũng đã lĩnh ngộ được. Hắn thầm nghĩ, tốn hết cả một tháng, cuối cùng cũng dung hòa được võ ý đại địa trong truyền thuyết này vào võ ý của ta rồi. Thấy Dương Trần đi ra, Kiếm Vô Khuyết liền hỏi. Kaka, thành công chưa? Dương Trần gật đầu rồi hỏi. Tiểu Khuyết, đệ không sao chứ? Kiếm Vô Khuyết trả lời. Đệ không sao, nhưng mà tiểu tử Thanh Minh mà huynh giết, đó là cháu ruột của viện chủ Thủy Viện. Dương Trần nghe xong thì sợ tái mặt hỏi. Hả, cháu ruột, lần này phiền phức rồi. Sau đó hắn đề nghị. Ra ngoài đã rồi nói, Tiểu Khuyết, lát nữa ra ngoài đệ phải về Sơn Môn ngay. Kiếm Vô Khuyết tỏ vẻ lo lắng hỏi. Kaka, còn huynh thì sao? Dương Trần tự tin khoe cá tính nói. Thủ đoạn của ta đệ còn không biết à? Lén chuồn về Hỏa Sơn Môn cũng không thành vấn đề. Lúc này, Thẩm Lãng Nhiên với lão viện chủ đang đợi sẵn ở ngoài. Thấy Dương Trần, Thẩm Lãng Nhiên liền hỏi: "Tiểu sư đệ, đệ không sao chứ?" Lão già tức giận quát: "Dương Trần, có phải ngươi đã giết Thanh Minh không?" Dương Trần gãi đầu giả nai: Thanh Minh nào? Ta vẫn luôn lĩnh hội võ ý trong tông thần tượng mà." Thẩm Lãng Nhiên cũng nói: "Thanh lão đầu, không lẽ ông hồ đồ rồi à? Ông có từng thấy có ai vừa lĩnh hội võ ý vừa giết người không? Với lại, tiểu sư đệ của ta mới là thiên hợp cảnh nhị trọng. Cháu trai Thanh Minh của ông có tu vi thế nào chứ?" Nghe xong, lão già viện chủ tức giận không nói lên lời. Các ngươi. Thẩm Lãng Nhiên nói với Dương Trần: "Tiểu sư đệ, để tiếp tục tới U Hồn Thất lĩnh hội võ ý, hay về Sơn Môn?" Dương Trần thấy tam sư huynh cho mình bậc thang leo xuống, hắn liền phối hợp nói: "Về Sơn Môn đi." Thế rồi cả ba thằng cùng nhau bay đi trong sự cay cú của lão viện chủ. Thẩm Lãng Nhiên còn vui vẻ chào: "Thanh lão đầu, cáo tử." Sau đó, Thẩm Lãng Nhiên kể chiến tích của Dương Trần cho đồng môn nghe. Bố Tố Nhiên vui vẻ nói: "Mấy năm trước Thanh lão đầu lên núi gặp lão sư, rồi vẫn luôn miệng khen thằng cháu Thanh Minh của ông ta có võ phú phi phàm thế nào, muốn gia nhập Hỏa Môn Sơn chúng ta. Lão sư thì cố chấp không đồng ý, không ngờ là tên đó lại chết trong tay tiểu sư đệ." Tứ sư huynh cũng nói: "Thanh Minh đó đúng là một tên phế vật. Đường là tiên thiên tu sĩ tử phủ cảnh ngũ trọng thế mà lại bị tiểu sư đệ giết." Ngũ sư tỷ Xảo Nhi cũng nói: "Ta từng gặp tiểu tử đó, mắt thì mọc ở trên đầu, kêu căng lắm, tiểu sư đệ xử đẹp lắm." Bố Tố Nhiên vỗ tay cái bếp rồi nói: "Chuyện này dừng ở đây đi. 3 tháng nữa chính là điển lễ vạn năm của Đế quốc Đông Xuyên, ai muốn đi nào?" Nghe xong, cả Xảo Nhi lẫn Thạch Chiến đều giơ tay xin đi. Ta đi. "Ta, sư tỷ cho muội đi mà." Bố Tố Nhiên lên tiếng: "Tên chọc đầu, lần này cho đệ dẫn tiểu sư đệ và tiểu khuyết xuống núi. Còn nữa, mang theo 5 cây trúc coi như tạ lễ." Nghe xong, Thạch Chiến sung sướng kêu lên ré ré. Dương Trần thầm nghĩ, đây là điển lễ vạn năm của Đế quốc Đông Xuyên, chỉ đem tặng 5 cây trúc làm quà, liệu có ổn không? Bố Tố Nhiên dặn dò: "Tên đầu chọc, lần này mấy người tới Đế quốc Đông Xuyên, đừng có gây chuyện, nhưng nếu kẻ khác mà chọc vào chúng ta thì cũng không được để yếu thế đâu đấy. Ngoài ra, còn một chuyện quan trọng nữa, là đệ phải chăm sóc cho tiểu sư đệ và tiểu khuyết thật tốt. Tu vi của họ quá yếu, nếu bị người khác bắt nạt trở về ta sẽ lột da đệ." Thạch Chiến giơ ngón tay cái lên tán thưởng: "Nhị sư tỷ, tỷ cứ yên tâm, đệ nhất định sẽ bảo vệ tốt cho họ mà." 3 tháng sau, Thạch Chiến dẫn 2 anh em Dương Trần, Kiếm Vô Khuyết đi đến Sư Thành. Thạch Chiến thích chí nói với 2 thằng kia: "Tiểu sư đệ, tiểu khuyết, nghe nói Sư Thành này chính là tòa thành đệ nhất của Đông Xuyên, chắc chắn là vô cùng nhộn nhịp, chúng ta dạo một vòng xem." Sau đó, cả ba cùng nhau đi dạo trên phố. Nơi đây vô cùng náo nhiệt. Dương Trần nhìn quanh rồi nghĩ: "Ấy, người đi đường trong thành này cũng có tu vi cao ghê. Ta còn tưởng bây giờ cửu trọng thiên hợp cảnh đã là lợi hại lắm rồi cơ. Xem ra sau này phải khiêm tốn hơn chút mới được." Thạch Chiến nhìn thấy một cái cửa tiệm tên là Phường Cự Đại Đằng, hắn liền chỉ vào đó rồi nói: "Đi, vào đó xem." Thế là cả bọn cùng nhau đi vào bên trong. Nơi này chính là nơi người ta chọn đá, dân trong nghề gọi là đổ thạch. Dương Trần thắc mắc: "Không phải đây là nơi cá cược sao, đặt vài cục đá ở đây là ý gì?" Tứ sư huynh: "Đây là đá gì thế, tại sao lại không dùng thần thức để thăm dò được?" Thạch Chiến nhắc nhở: "Tiểu sư đệ, đừng xem thường mấy cục đá này, có khi trong đó có đằng thạch đấy." Dương Trần nghe xong cũng chả hiểu cái mẹ gì, hắn liền ngơ ngác hỏi: "Đằng thạch?" Vinh lão nhắc nhở: "Chủ nhân, đằng thạch là một loại tài nguyên tu luyện vô cùng hiếm có, bình thường chỉ có trận sư mới dùng được." Thạch Chiến nói với cả bọn: "Tiểu sư đệ, cái Phường Cự Đại Đằng này xem ra chính là sản nghiệp của Hoàng thất Đông Xuyên đó, vì dù gì cả cái Đông Xuyên này cũng do Đế quốc Đông Xuyên kiểm soát hết quặng mỏ đằng thạch, mà đằng thạch chính là đặc sản của Đế quốc Đông Xuyên đó." Đột nhiên có người lớn tiếng gọi Dương Trần. Dương Trần giật mình quay lại, hóa ra là Đông Hoàng Uông Tài, ông anh nhặt của 2 thằng đã xuất hiện rồi gọi to: "Dương Trần, tiểu khuyết." Đông Hoàng Uông Tài vui vẻ nói: "Vừa rồi ta cùng Vân Dương mới nhắc tới ngươi xong, không ngờ lại gặp ở đây thật." Bên này, Tín Chi Văn kéo thêm một bầy kim kiếm phong đến quát: "Đông Hoàng Uông Tài!" Hắn gằn giọng hét lớn: "Đông Hoàng Uông Tài, ngươi không đi cùng sư huynh đệ trong tông môn của mình à? Sao lại đi chung với người ngoài?" Đông Hoàng Uông Tài tức giận nói: "Tín Chi Văn, ngươi có hiểu rõ chuyện không vậy? Đầu tiên là ta đại diện cho Hồn Kiếm Phong, vậy mà ngươi còn muốn quản thúc ta à? Thứ hai, ta đi cùng huynh đệ của mình liên quan méo gì đến ngươi?" Nghe xong, Tín Chi Văn cay lắm mà không phản bác được. Hắn TUC giận nói: "Ngươi!" Lúc này, một tên nhắc nhở: "Văn thiếu đừng giận, người ta làm gì là quyền của người ta mà." Tín Chi Võ cũng nói: "Kaka đừng chấp nhặt chúng, về tông môn bẩm báo đúng sự thật là được. Như thế sẽ tự có người đến thu phục hắn." Lúc này, Thạch Chiến cảm thấy ngứa tay hỏi: "Tiểu sư đệ, mấy tên tặc tử đó là ai? Có mâu thuẫn gì với đệ à, hay là để ta thay đệ xử chúng luôn?" thấy thằng kia nổi máu chó lên. Dương Trần vội vàng can ngăn. Không cần không cần, chúng là một lũ chó điên thôi mà. Không dám phiền tứ sư huynh ra tay đâu. Đột nhiên, có một tiếng vật nặng rơi xuống, rầm, một lão già bước ra và nói: "Cảm ơn các vị khách quý đại giá quang lâm đến phường Cự Đại Đằng. Quy tắc cược đá chắc mọi người cũng đã biết hết rồi nhỉ? Sau khi ra giá hoặc giành về được thì không thể rút lui đâu. Đây là viên nguyên thạch lớn nhất mới được khai quật từ quặng Đằng Thạch ra. Giá khởi điểm là 5000 thượng phẩm linh thạch, bây giờ bắt đầu đấu giá." Thế là cả bọn nhao nhao đặt cược. Ta trả 6000 viên, ta thêm 1000 nữa, 7000 viên. Viên nguyên thạch lớn như thế, chắc chắn là bên trong có rất nhiều đồ tốt đây, ta trả 1 vạn. Lúc này, Dương Trần dùng thần thức thăm dò. Hắn thầm nghĩ, thần thức vừa tiếp xúc đã biến mất luôn rồi, vốn không thể nào xâm nhập vào bên trong. Vậy nếu dùng Tham Thiên Kinh hoặc Tịch Kinh thì sao? Thế là Dương Trần sử dụng mưu hành kế bẩn để thăm dò. Hắn giật mình nhìn vào bên trong rồi nói: "Hả, có một chút vậy thôi ư?" Một tên lên tiếng: "Ta trả 5 vạn." Dương Trần khinh bỉ nói: "Các ngươi ra giá đi, cũng không biết là cuối cùng tên đen đủi nào sẽ đấu giá về được nữa." Đột nhiên, mắt Dương Trần có vấn đề gì đó. Dương Trần ngạc nhiên, hửng, đằng thạch này có thể giúp ta luyện hóa Vu Thần Tà Nhãn. Thế là Dương Trần bao trùm Tham Thiên Kinh lên mấy cái hòn đá này. Lúc này, Dương Trần phát hiện ra có một hòn đó, ở đó xoay vòng không tiêu tán. Đoán chắc là bên trong có bảo vật. Thạch Chiến truyền âm cho Dương Trần: "Tiểu sư đệ, đệ làm trò quỷ gì thế? Chẳng lẽ đệ cũng muốn đấu giá sao? Đằng thạch không có tác dụng đâu, đó là đồ của trận sư dùng mà." Dương Trần lại nói: "Tứ sư huynh, đệ cần dùng đằng thạch gấp, nó có tác dụng lớn đó." Thạch Chiến nhìn vào hòn đá Dương Trần chỉ rồi nói: "Tiểu sư đệ, dù ta chỉ là một người ngoại đạo thôi, nhưng ta cũng cảm thấy khả năng đằng thạch này là loại tốt cũng cực kỳ thấp." Dương Trần lại cười phá lên: "Tứ sư huynh, không thể nhìn bề ngoài đâu." Lúc này, Tín Chi Văn chĩa mõm chó của mình vào cười khinh bỉ: "Ha ha ha, đúng, không thể nhìn bề ngoài. Tên nhóc của Cực Đông lên Hỏa Môn Sơn cái đã phát tài rồi à? Không ngờ còn muốn đấu giá nữa." Dương Trần khinh bỉ nói: "Đúng là oan gia ngõ hẹp, ở đâu cũng thấy ngươi, Tín Chi Văn, có dám cược đá không?" Tín Chi Văn đắc ý nói: "Muốn cược đá không?" "Dương Trần, cái tên không biết trời cao đất dày này, cược thì cược." Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hương Review truyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!